Thưa quý vị, thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân ở ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bức xúc khi nguồn nước tại khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân gây ra là vì một cơ sở nuôi cá diêu hồng không tuân thủ những quy định về vệ sinh môi trường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng lớn. Dù chưa hoàn thiện các thủ tục nuôi cá diêu hồng theo quy định, nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động ở ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ cơ sở nuôi cá, nước thải chảy ra khiến con rạch đen đặc, bốc mùi hôi thối. Vào đầu tháng 6, đại diện cơ sở này cũng đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh mời lên làm việc để giải quyết phản ánh của người dân. Sau đó, bắt buộc cơ sở khắc phục tình trạng gây ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục ô nhiễm của cơ sở chế biến cá này. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh hoạt động, góp phần tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, hoạt động phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.